Tết cũng ký một bản hợp đồng mà nói chung gọi là trọn đời với mình, là sau này có thể mình gắn bó ở đây lâu dài và sau này có thể làm huấn luyện viên. Em nghĩ mình sẽ được ra sân thường xuyên và sẽ tạo ra được hình ảnh tốt của người Việt Nam ở bên nước Nhật. Thì nói chung thì các bạn đó thì cũng là đồng nghiệp, cũng là những cầu thủ tốt của bóng đá Việt Nam mình. Thì các bạn đã đi nhưng không thành công thì nhưng mình cũng phải ghi nhận được cái là nỗ lực của các bạn. Thì các bạn cũng thực sự là các bạn đã là sức ngoài thì các bạn cũng muốn thi đấu thật tốt và cũng muốn ra sân để đem lại được những gì đó cho bóng đá Việt Nam mình và người hâm mộ. Nhưng mà thành công hay không thì mình cũng nói là nó cũng trải qua nhiều quá trình và cũng nhiều thứ nó cũng rất là khó khăn. Nên mình là người đi sau thì mình cũng sẽ cố gắng và sẽ học hỏi được những gì mà tốt nhất ở bên đó để mình có thể giúp ích được những gì cho câu lạc bộ Sài Gòn và bóng đá Việt Nam. Thì lúc trước mình tập trung đầu tiên thì mình cũng hay nói chuyện với Tấn Anh là thì mình cũng có hỏi Tấn Anh là qua bên đó thì mọi thứ nó có khó khăn hay là như nào, thì Tấn Anh cũng nói là nói chung thì mình ngôn ngữ và nhưng mà khi mình đã là cầu thủ với nhau trên sân thì có thể ngôn ngữ đá bóng nó có thể giúp ích được cho mình rất là nhiều. Đức Anh thì cũng trao đổi với mình thì bóng đá bên đó thì tốc độ bóng thì hay là cách chơi bóng của người ta rất là cao và kỹ thuật rất là tốt, nên cần phải quan sát và phải liên tục. Nên mình cũng từ đó mình cũng có thể bây giờ mình có thể chuẩn bị là có thể xem những video hay là những trận bóng của bên Nhật để mình có thể tiếp cận được thêm, học hỏi được thêm để mình có sự chuẩn bị tốt hơn. Sếp Trần Hồ Bình thì cũng trước tiên là cũng muốn là mình là người cũng cầu thủ cũng là trụ cột trong đội bóng, người cũng muốn để cho mình đi để mình có thể học hỏi thêm và có thể giúp gì nhiều hơn cho đội bóng trong tương lai. Nên sếp là người cũng chỉ định cho mình đi, thì mình là một thành viên câu lạc bộ thì mình coi đó cũng là trách nhiệm và nó cũng là nhiệm vụ của mình, nên mình cũng rất là vui và cũng là niềm tự hào của bản thân và gia đình và cũng là những người hâm mộ quý mình. Nên trước khi đi thì sếp nói chung là sếp cũng ký một bản hợp đồng mà nói chung gọi là trọn đời với mình, là sau này có thể mình gắn bó ở đây lâu dài và sau này có thể làm huấn luyện viên và làm công tác ở đây luôn, nên mình cảm thấy yên tâm và cho gia đình và bản thân trước khi đi. Biết mình có thể sắp qua Nhật thi đấu thì cũng các bạn cầu thủ người Nhật đồng nghiệp của mình thì các bạn cũng có chia sẻ là cứ cho mình lời khuyên là cứ thoải mái và làm hết khả năng, không có phải áp lực gì cả. Và các bạn cũng kêu là bên đó bạn bè các bạn rất nhiều, có thể mình qua đó thì các bạn sẽ nhắn gửi và có thể chia sẻ và giúp đỡ mình sẽ hòa nhập nhanh hơn. Trước tiên thì em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và hòa nhập thật nhanh, để được ra sân hay không thì nó còn nhiều yếu tố nữa. Nên em cũng muốn là tập luyện tốt thì em nghĩ mình sẽ được ra sân thường xuyên và sẽ tạo ra được hình ảnh tốt của người Việt Nam ở bên nước Nhật. Thì nói chung thì từ trước giờ thì câu lạc bộ Sài Gòn lúc nào cũng có một kỷ luật riêng, nói chung cũng có nội quy riêng hết. Thì bây giờ ai làm cũng thì đa số thì cũng áp dụng theo như vậy. Và nhưng mà bên đó cũng kết hợp là để sự thoải mái cho các em cầu thủ, vì đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì nói chung cũng tự ý thức nhau hết. Còn trong tập luyện thì mọi tình huống hay là mọi bài tập thì đều phải diễn ra một cách tích cực và phải tập trung. Thì còn sinh hoạt thì vẫn là vui vẻ và mọi thứ vẫn diễn ra trong kiểu tình cảm gia đình thôi, chứ còn không phải gọi là khắt khe lắm, nhưng mà vẫn mang đến những tích cực chứ không phải là những vấn đề tiêu cực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể Thao 360 của Báo Thanh Niên.